mừng đã Huyền đi show được một tuổi. Em lại sửa ra thì cũng nghẹp, nhờ ông xã hút ra cũng có. Mấy cưng nghĩ sao mà thời kỳ 2017 rồi mà. Hello everyone, welcome to the Huyền đi show, live every Wednesday. I believe that health and happiness start with you. So let's take this journey together. Chào đón các bạn đến với chương trình Huyền My chia sẻ được trực tiếp vào mỗi thứ tư hàng tuần. Trong chương trình ngày hôm nay là một dịp rất là đặc biệt, tự bởi vì chúng ta đang mừng. Chúng ta mừng The Huyền My Show được một tuổi. Ấy, rồi, trong khi chờ đợi các bạn vào thì Huyền My sẽ bắt đầu ngay với những câu hỏi đầu tiên ha. Chào chị Huyền My, con trai em được 8 tháng, em bé bú toàn sữa mẹ. Vì em sắp sửa đi làm trở lại nên em bắt đầu tập để cho bé bú bình và một cữ sữa bột mỗi ngày. Em sẽ ráng duy trì nuôi con bằng sữa mẹ nhiều nhất có thể. Nhưng khi con em được 1 tuổi, em thật sự không muốn cháu uống nhiều sữa bột. Em có thể cho con uống các loại sữa khác như là almond milk, là sữa hạt nhân đó, có được không? Em đọc các tài liệu nghiên cứu về sữa bột có ảnh hưởng đến trẻ em cho nên em sợ quá. Ok, rồi, sữa bột trong năm đầu tiên ha, thì là chúng ta cố gắng để cho con bú bằng sữa mẹ càng nhiều càng tốt. Còn về sữa bột và những cái ý kiến là nó không tốt hay là này nọ cho con nít đó, thì cái đó mình cũng cần phải quay lại. Tự bởi vì là như thế này, các sữa mà ví dụ như là ở Mỹ này thì chúng ta có rất là nhiều các loại sữa, và một trong những cái loại mà nó rất là nổi tiếng mà hầu như bố mẹ thường hay cho các con của mình uống đó, thì là các loại sữa này đều đã được nghiên cứu rất là kỹ trước khi bỏ lên trên kệ cho mình mua. Và đó, ví dụ như mình ở Mỹ thì chúng ta hơn ai hết chúng ta hiểu rằng đó, cái điều đó nó cực kỳ quan trọng như thế nào. Từ bởi vì mà cho đặc biệt là các sản phẩm cho các em bé ha, cái gì chứ mà sản phẩm cho em bé thì luôn luôn phải nghiên cứu kỹ, phải có bằng chứng, phải có studies, không có dễ dàng để mà bỏ lên trên kệ mà bán. Cho nên đó, nếu như mà mình đọc những cái ý kiến này nọ ở trên mạng thì đó, thông thường là sữa không có rõ nguồn gốc ha. Còn ví dụ như đó, ở khi đó mà mình biết những cái công ty mà họ làm sữa nó là có bao nhiêu chục năm ở trong cái ngành này rồi hả, bao nhiêu điều mà người ta đã bỏ vào trong những cái nghiên cứu của họ, thì mình không nên là quá sức lo ngại hả. Rồi đó, tiếp đến đó là sau khi mà con của mình được 1 tuổi đó, thì thông thường hầu hết các trẻ em đều được chuyển qua sữa tươi. Cho nên đó là trong sữa tươi thì nó có cái lượng đạm cần thiết cho con mình nó lớn, nó có calcium, rồi nó có vitamin D, vân vân và vân vân ha. Cho nên là tự vì đôi khi mình là bố mẹ, mình hay gọi là bị lo lắng với rất là nhiều những cái sự việc nó xảy qua ra xung quanh. Nhưng mà mình á chia sẻ những cái điều này nè với bác sĩ Nhi của con đó, thì họ sẽ cho mình những cái hướng đi mà nó phù hợp với lại là tình trạng của con mình, rồi đó là mình đi từng bước từ từ ha. Sữa thì sữa tươi, sữa của mình đó, thì mình có thể để đông ở trong trong tủ đá cho con ha, rồi từ từ đưa ra cho con uống. Nhưng mà đến một lúc nào đó chúng ta cũng phải cần đưa đồ ở ngoài vào để tập cho con quen dần. Cho nên là Nhi nghĩ đó là em không có nên quá lo lắng. Hồi nãy đó, khi mà các bạn chưa có vào đông, thì Nhi có nói sơ là chương trình ngày hôm nay sẽ vô cùng đặc biệt, và cái phần đặc biệt đó Nhi sẽ dành vào phần cuối của chương trình. Nhi không bao giờ nghĩ là Nhi sẽ làm cái công việc này đâu, nhưng mà Nhi nghĩ đó là đến thời điểm và chúng ta đã dành rất là nhiều thời gian cho nhau rồi, cả một năm luôn, cho nên là Nhi có rất là nhiều những món quà mà Nhi muốn tặng cho các bạn. Và Nhi muốn là năm nay là năm đầu tiên của The Huyền Nhi Show được 1 tuổi. Thì các bạn biết đó, mỗi một năm ha, mỗi một tuần Nhi lên đây ngồi nói chuyện với các bạn, nhìn thì tưởng đó là cơ tân ha, không có một cái sự chuẩn bị nào cả. Nhưng mà các bạn hiểu là để mà mình có được một cái chương trình mỗi tuần bàn về rất là nhiều những cái topic khác nhau, và mình được là có cái sự connect hả, các bạn ở bất cứ một nơi nào trên thế giới có mỗi thứ tư hàng tuần thì đều lên để mà xem chương trình The Huyền Nhi Show. Và để cho các bạn có một cái chương trình có ý nghĩa, mang một cái thông điệp gì đó, mỗi chương trình mình đó nói về những cái chủ đề gì, mục đích của chương trình đó như thế nào, thông điệp gì Nhi muốn truyền tải ra phía ngoài kia, điều gì Nhi muốn các bạn biết, điều
với các bạn và điều gì chúng ta có thể là bàn luận cùng với nhau để mà trở thành những người ở bố mẹ tốt hơn tất cả mọi thứ, rồi là âm thanh ánh sáng phòng ốc tất cả mọi thứ. Đấy là một cái công việc, it's like a production work, mà nó của cả một đội người mà nó dồn vô hết một con người này, cho nên đôi khi cùng một con người nó rất là quá tải. Nói như vậy để thấy đó là sau một năm mình đi được với nhau đến đoạn đường này, đi không biết các bạn nghĩ như thế nào, nhưng mà đối với đi đó, đó là một it's a big, it's a huge commitment, an accomplishment. Đối với Ni đó là một cái điều cực kỳ là to lớn. Từ bởi vì trong cuộc đời này đó, Ni không có thích mình phải bị commit với một cái gì cả. Không có ai cột chân Ni được cả, ngoại trừ ông xã Ni và các con của Ni. Nhưng mà các bạn cột chân Ni một năm nay, and I'm happy about it. Điều đó nó nói lên một cái gì đó rất là đặc biệt giữa mình với nhau. Cho nên đó, cứ mỗi năm đến dịp mà sinh nhật tháng 4 ha, đến dịp mà sinh nhật của The Huyền Show, Ni muốn làm một cái điều gì đó rất là đặc biệt. Năm nay là năm đầu tiên và ý nghĩa mới nảy đến bất ngờ cách đây mấy ngày. cho nên á là Ni sẽ làm tốt những gì nhất, những gì có thể. Còn á, mình càng đi lâu được với nhau, tình cảm càng thấm thiết hơn với nhau, thì nó sẽ có những điều đặc biệt hơn với nhau nữa ha. Thì Ni có rất là nhiều những cái món quà hôm nay mà một chút xíu nữa thì sẽ chia sẻ với các bạn thật là nhiều khi mà các bạn vào đông đủ hơn. Còn bây giờ thì mình tiếp tục với lại là những cái câu hỏi thường xuyên của chương trình nha. Câu hỏi tiếp theo nè. Em sanh con được 2 tháng rồi. Từ lúc sanh em bé tới giờ em thường bị tắc tia sữa, cứ tái đi tái lại hồi, đau chịu không thấu. Em đã dùng rất nhiều cách nhưng hết rồi lại bị lại. Tự em nặng sữa ra thì cũng nghẹt, nhờ ông xã hút ra cũng có. Chỉ có cách gì để trị dứt hay không? Đọc tới cái khúc này là tay chân nó đã bấn loạn lên rồi. Mấy cưng nghĩ sao mà thời kỳ 2017 rồi mà mấy cưng còn nhờ ông xã hút sữa ra dùng vậy? Tại sao đi về thời kỳ đồ đá quá vậy? Tại sao? Trời ơi! Oh my god, is it for real? But it's for real, okay? Không thể ngờ được là điều này đó nó đang xảy ra. Thì á, Ni sẽ nói với các bạn như thế này. Ở ngoài kia đó, khoa học người ta đã phát minh ra từ rất là lâu rồi những cái chiếc máy hút sữa, okay? Bơm sữa. Đây là những chiếc máy mà nó cỡ như đây nè. Nó bằng máy móc ở trong đó, nó có cái hệ thống ở trong đó để nó bóp hả? Nghe giống như là con bò quá vậy. Nhưng mà cái hệ thống của nó rất là thông minh nha. Nó làm từ từ để cho sữa về hả? Rồi bắt đầu là nó co thắt để mà sữa chúng ta có thể bơm ra rồi để vào trong bình, rồi có thể dự trữ cho con sau này nếu mà mình trở lại với công việc sớm thì con luôn luôn là có sữa. Hoặc như là Ni nói đó, đôi khi đó mẹ cần thời gian để nghỉ ngơi thì là bố hay là ông bà có thể cho cháu bú giùm ha, vân vân. Rồi thì chúng ta có những cái máy đó, và nếu như mà khi mà mình bị nghẹt sữa đó, chứ không phải là những cái máy thủ công đâu, ngồi tự bơm giống như là bơm nước đâu nha, it's not like that. Thì có lẽ là thời gian tới Ni sẽ hướng dẫn các bạn nhiều hơn về cái mảng này ha. Rồi khi mà sữa của mình nghẹt đó thì người ta có những cái phương pháp cũng với cái máy bơm đó, ví dụ như là bơm 20 phút, nghỉ 20 phút, bơm lại 20 phút, nghỉ 20 phút, bơm lại 20 phút, 3 lần như vậy để là mình nó co thắt nhiều, và bằng cái cách như vậy đó thì sẽ hút được sữa ra. Còn cái phương pháp thủ công mà nhờ ông xã đó, ôi má ơi, đừng nói ra nữa nha, chưa, đừng kể cho ai nghe nữa nghe chưa, tội nghiệp ông xã quá. Tôi cảm thấy là trong trường hợp này ông xã đã bị sử dụng một cách gọi là bị lạm dụng đó. Ok, tiếp nè. Chị ơi, làm sao để biết em bé có bị thiếu canxi? Em bé nhà em ít ngủ, ban ngày ngủ được khoảng 30 phút là thức, còn ban đêm thì mê ngủ, ngủ không đòi bú, bế lên thì vừa ngủ vừa bú. Ok, rồi. Cái tình trạng mà cứ nói là em bé thiếu canxi không ngủ được đấy, hầu hết là rớt vào ở trong suy nghĩ của các bậc bố mẹ. Chúng ta phải hiểu như thế này nhé. Các con của chúng ta khi ở trong bụng của mình đó, nó là một màu tối hả, nó không biết ngày đêm gì cả. Cho nên khi mà nó vừa chào đời đó, chúng ta bằng những cái thói quen như là buổi sáng thì mở cửa ra cho con nằm chơi, cho con tập cổ,
vân vân. Rồi đó thì con nó từ từ nó sẽ quen với cái khái niệm ngày và đêm. Đó, điều đó nó cực kỳ quan trọng. Rồi buổi tối khi mà nó ngủ thì mình cứ để cho nó ngủ để buổi ngày nó thức. À, các trẻ em mà sơ sinh á, cho tới một năm đầu tiên ấy, trẻ em sơ sinh thì sẽ ngủ nhiều hơn á. Nhưng mà trẻ em lớn hơn tí xíu, dưới 1 tuổi thì thông thường các con ngủ mỗi ngày đó, ban ngày là 2 lần. Buổi sáng hơi dậy chơi xong là nap lại một chút, rồi buổi trưa ăn uống xong rồi lại nap lại. Thì cứ thế. Còn các em bé mà nhỏ hơn đó thì cứ 3 tiếng là bú một lần. Nhưng mà nếu buổi tối các con á ngủ thẳng giấc luôn thì đó là một cái ân huệ của cuộc đời này. À, mình phải để cho con nó ngủ. Các con của chúng ta đó sanh vào đời còn nhỏ xíu à, cái bản năng của con là gì? Khóc khi nó đói và khóc khi nó khó chịu. Cho nên đó, nếu như mà cái đó là bản năng của nó thì không bao giờ nhé, không bao giờ trên cuộc đời này mà em bé đói bụng mà em bé không khóc để báo cho bố mẹ biết. Cho nên buổi tối con ngủ, mình cứ để cho con ngủ. À, ví dụ mình đang ngủ mà có ai bắt mình dậy để bú, mình đâu có thích đâu. À, đúng không? Cho nên mình cũng đừng bắt các con. Ấy, nhiều bậc bố mẹ trẻ hay bị cái vấn đề này. Mà các bạn biết không, trong khoảng 6 cái tuần đầu tiên, 4 tới 6 cái tuần đầu tiên, đó là một cái thời gian cực kỳ quan trọng. Tự bởi vì nếu mà qua cái khoảng thời gian đó rồi đó, mình sẽ mất đi và sẽ không bao giờ làm lại được nữa. Cái khoảng thời gian đó là cái khoảng mà con nó tự biết ru mình để con tự ngủ trở lại. Để rồi sau này đó, đất nó mà có được cái khả năng đó đó thì là nó ban đêm nó giật mình, nó dậy rồi xong nó từ từ nó ngủ lại. Còn mình mới nghe nó ú ớ một cái là chụp ra bắt uống sữa là con nó sẽ bị thức luôn và nó không có biết cách để tự ru mình ngủ. Cho nên trong cái khoảng thời gian đầu tiên, nếu như mà con của mình đó nó cọ quậy rồi nó ngủ lại, let it be, hãy để điều đó tự nhiên xảy ra. Rồi các bố mẹ hãy có một chút thời gian để ngủ, để khi đó mà con khóc đó, khi mà con khóc thì là mình biết bây giờ là đúng thời điểm rồi. Cho nên nếu mà con nó ngủ được luôn 6 tiếng, why not? Why wake them up? Why make your life miserable? Just let them sleep. Để cho con ngủ buổi tối, rồi đó ban đêm đó thì là để cho con ngủ buổi tối, buổi đêm, rồi lúc nào nó dậy thì mình cho nó bú, rồi ban ngày thì nó lại vui tươi, rồi ở cách 3-4 tiếng nó lại nát một lần. Đấy, cuộc đời nó dễ như vậy nhá. Cho nên bố mẹ cứ để cho mọi chuyện nó xảy ra tự nhiên và đừng cái áp đặt cái sự lo lắng của mình lên con. Người của các em bé sơ sinh đó, nó khác với người của chúng ta, cho nên là chúng ta đừng có áp dụng cái gì cho mình, cho em bé, nó sẽ không có hợp nha. Rồi, chị Ni ơi, em đang xài Dr. Dennis Retinol cho mắt hơn được 1 tháng rồi mà vùng da dưới mắt mấy ngày nay bị rát nên em để ý là nó bị đỏ, khô với nhiều nếp nhăn mà lúc trước không có. Vậy bị làm sao thì có thể chữa lại như thế nào? Ok, khi nào mà chúng ta là người châu Á này các bạn, khi nào mà các bạn nghe cái chữ retinol hay là vitamin A mà cái dạng đặc biệt retinol, R-E-T-I-N-O-L, retinol, mình tránh nó ra. Cuộc đời của người châu Á chúng ta tránh cái chất đó ra. Cái chất đó đó nó rất là tốt cho người châu Âu, người Mỹ trắng. Nó làm cho người ta đó, trước tiên là người ta exfoliate, tẩy đi được rất là nhiều các da chết, và sau đó là da của họ đẹp lên, da mới nó lên, nó đẹp lên. Nhưng mà nó quá sức là mạnh cho người ở châu Á chúng ta, cho nên khi mà chúng ta dùng thì nó cũng sẽ làm tẩy da chết đi, rồi cái da mới nó lên, nhưng mà nó quá sức là mong manh và quá sức là nhạy cảm, cho nên là những cái vết nhăn nó từ từ nó xuất hiện. Mà nếu như mà mình không có cái thói quen dưỡng kem chống nắng thường đó, mỗi 2 tiếng rưỡi cho tới 3 tiếng một lần, thì cuộc đời cưng sẽ bắt đầu có những nếp nhăn mà cưng không bao giờ muốn nó ở đó. Cho nên retinol, take it out of your life, you don't wanna do it, you don't wanna even think about it, đừng có suy nghĩ về nó, retinol cắt liền nha. Ok, rồi hôm qua đó là thì á Facebook của Ni rộn ràng thì hôm qua đó là Facebook của Ni rất là rộn ràng, vì đó là Ni hỏi ý kiến của các bạn, và bạn Ni hỏi ý kiến của các bạn về một cái chuyện, đó là Ni được mời đi thi hoa hậu, ok, hoa hậu quốc tế, ok.
Thì là đó, nếu như mà trong cuộc đời Ni có bao giờ đi thi thì Ni sẽ chỉ thi một mình cái chỗ này thôi. Nhưng mà trong cuộc đời của Ni chưa bao giờ Ni nghĩ về cái điều đó, tự bởi vì là Ni không thấy mình có cái tố chất đó. Nếu mà Ni đã thích đi thi thì Ni đi lâu rồi, chứ Ni đâu có đợi đến bây giờ. Thì nó mới là như thế này. Ban tổ chức ấy nói Ni là có rất là những cái yếu tố để mà cho Ni trở nên vô cùng đặc biệt. Các bạn cũng hiểu điều đó rồi đúng không? Hiểu không? Cho nên Ni lâu thì hiểu điều đó rồi đúng không? Thì bây giờ mình mới chợt nhận ra rằng có nên hay không? Tự có nhiều yếu tố quá mà. Thì là Ni mới hỏi các bạn. Thì để coi các bạn trả lời làm sao nha. Whatever you choose, I will support you. Nhưng mình thích Ni không thi, vì nếu Ni thắng giải thì Ni sẽ bận rộn và biết đâu Ni sẽ hủy những chương trình đang và sẽ làm kế tiếp thì làm sao? Và nếu không đoạt giải, lúc đó Ni sẽ buồn và bỏ luôn Facebook thì chết cả đám. Bỏ Facebook thì chết cả đám thì đúng thật. Các chương trình mà up hết thì thôi chắc chết đó. So cute. Mình yêu mến Ni lắm. Nếu Ni thi đậu, không còn gặp Ni thường xuyên nữa, nhưng mình khuyên Ni nên thi. Ni hội đủ các điều kiện một hoa hậu, tại sao không thi chứ? Ôi giời đất ơi. Thì đọc ra đó thì mới thấy các cưng. Cứ kiểu như là một cuộc chia ly ấy. Nếu mà tớ bao giờ trong cuộc đời tớ nó đi thi thì đi một cái hai ngày rồi về, chứ có phải là như một cái cuộc chia ly đâu mà. Cái gì đây? Cái gì mà cái bài hát gì đấy? Chim chuyền cành thấp cành cao, lấy chồng xa xứ biết đâu mà tìm. Tìm ăn như thế tìm chim, chim bay biển Bắc em tìm biển Nam. Bắc Nam là hướng nào? Địa lý hơi kém ha. Mình vừa vậy không hát được, vừa hát không biết cua tay ở đâu. Thế thì mấy cưng mới nghĩ là ôi giời đất ơi, tớ ví dụ nhá, bây giờ 95% là tớ không đi rồi đấy. Thế nhưng mà tớ có đi thì tớ đi có 2-3 hôm thôi. Các cưng cứ lên trên đấy mà ôi trào nước mắt ở trên đấy. Biết bao nhiêu là thư gửi về, biết bao nhiêu là tin nhắn. Ôi giời mấy cưng à. Các bạn như cái sự nghiệp này đó, I don't think it's gonna happen. I don't think it will happen. Tự bởi vì là Ni đã từ chối rồi, Ni từ chối 5 lần rồi. Và tự bởi vì Ni không thấy trên con đường mình đi nó có điều đó. Nhưng mà nhiều khi còn 5% còn lại ai biết đâu, ván bài lật ngửa ngay phút chót. You never know, right? So I'm not sure, I'm still thinking. Ni không nghĩ là mình sẽ làm. Nhưng mà các bạn suy nghĩ giùm Ni đi. Rồi Ni cũng cần thêm một chút thời gian nữa suy nghĩ ha. Quyết định vậy đi ha, các bạn nghĩ sao? Rồi, tất cả mọi người nghe ok. Tiếp nào. Rồi bây giờ hả? Các bạn này nói nè. Mặc dù mình thật tâm ủng hộ mọi sự việc Ni làm, nhưng mình nghĩ không cần thiết. Những gì Ni làm là sự minh chứng cho beauty, intelligence and perfection. Ni không cần một cái vương miện để minh chứng điều cho điều đó. Ni còn hơn thế nữa. Nói về là không cần vương miện tự thì cũng đúng. Tự bởi vì là trong nhà đã có vương miện rồi. Nè, thấy không? Nhưng mà không. Đó, biết vì sao? Tại vì ngày xưa đó, cứ mua sẵn ở trong nhà đó. Lúc nào cần là lãng qua lãng lại trong nhà thôi, thấy không? Rồi ví dụ ha, bây giờ mình giả bộ đi. Bây giờ mình giả bộ là đi vừa mới thắng xong, ok. Lên trao đó. Nó thắng xong ok. Thắng xong. Bây giờ đi xuống, trời ơi. Ok, mừng quá. Ok, bây giờ đã đổi thành một con người khác rồi. Ok, bây giờ đã xuống rồi, đã kháng rồi. Thì bây giờ đi xuống. Thì bắt đầu sẽ có những cái bác mình giải bộ đi ha. Giải bộ, bạn giám khảo đặt một câu hỏi gì đó đi. Cái xong mình trả lời đi ha. Bây giờ về giải bộ mình đọc thử ha. Ok, dạ bác giám khảo nói gì ạ? Dạ sao? Em có tự tin để đi ra đấu trường quốc tế không á hả? Dạ, kính thưa ban giám khảo, kính thưa quý vị bà con cô bác và quý vị khán giả khắp mọi nơi trên thế giới cũng như là trong cái phòng này. Em nghĩ gì về cái cơ hội của mình trên đấu trường thế giới đó hả? Em có kinh nghiệm gì không đó hả? Dạ, chưa đến thời phút này đó, giây phút này trong cuộc đời em thì em chưa có kinh nghiệm. Ngày xưa em có kinh nghiệm là xem đấu bò trên TV đó. Cho nên nó là em nghĩ rằng là đấu bò hay đấu người thì nó cũng giống nhau thôi. Cho nên là chắc cũng được đó hả?
rồi, dạ bà giúp bà hỏi tiếp. Em có định làm gì thêm cho xã hội không á hả? Em nghĩ là như thế này nè, trong cuộc đời của em cho đến thời điểm này trong cuộc đời của em đó thì làm em thấy em làm cũng đã nhiều rồi đó, cho nên là em cũng đã mệt rồi đó, cho nên là em nghĩ là và chắc cũng không làm gì nữa đâu. Từ bởi vì là bây giờ ngoài thời gian cho cộng đồng xã hội đó thì em còn khoảng là một ít thời gian để cho các con với lại là đi ngủ thôi. Mà bây giờ đó nếu như mà em lấy được cái thời gian đó thì làm không biết nói sao. Giờ với các con của em thì em sẽ không bỏ rồi đó. Còn giờ đi ngủ mà em bỏ luôn thì em sao em đẹp được như vậy? Mà không đẹp được như vậy sao em thắng được cho mấy khả năng gì kỳ cục quá vậy? Đó. Thấy không? Được không? Thấy không? Rồi, đây, công tằng tuân nữ Nguyễn Thị Tần Tên đã xuất hiện rồi đây. Hồi nãy thấy lúc mà đi thi hoa hậu về như vậy, đi trở thành như vậy đó, mấy bạn nghĩ sao? Có nên không? Có nên đi không? Hay là đã đủ, trên thế giới này đã có quá nhiều hoa hậu rồi, không cần một con như thế này nữa hả? Để làm ảnh hưởng, ảnh hưởng thế giới hoa hậu hả? Oh my god. Ok, chị ơi, có cách nào để mà khi mình học từng môn ở trong trường để đạt được điểm A hay không? Mình nên làm gì khi bị nản trong chuyện học? Và những chuyện nên làm khác mà mình chưa có nghĩ ra nhưng rất hữu ích cho chuyện học, chị Ni chỉ luôn giùm em với. Tặng ngàn trái tim đến chị Ni. Rồi bây giờ các em mà đi học, cái câu hỏi này đó thì Ni nhận được rất là nhiều lần này. Học như thế nào để cho nó hiệu quả? Thì các em á, trước tiên á, là trong cái quá trình mình học hết, học từ nhỏ tới trung học thì mình nó từ từ cũng cùng với cái sự hình thành cái tính cách của mình bắt đầu mình tìm ra được cái thứ mà mình yêu thích á. Trong cuộc đời này đó, Ni nghĩ là luôn luôn á, mình nên chọn một cái thứ gì đó mà mình thật là yêu thích, để khi mà mình sau này mình làm cả mấy chục năm của cuộc đời mình phải thích, chứ không nó sẽ trở thành là sự chịu đựng, mà không cái sự chịu đựng nào là nó tồn tại lâu được. Mà nếu như mà mình chịu đựng đó thì là cái công việc đó nó sẽ không có còn hiệu quả nữa. Ni giải thích cho các bạn thấy cái chặng đường mà Ni đi ha. Cái chặng đường mà Ni đi là như thế này. Từ nhỏ cho tới 12 Ni không biết là Ni muốn học cái gì. Ni thích, Ni chỉ biết là Ni thích một cái chút gì đó nó liên quan đến văn nghệ. Từ bởi vì là sợ hãi đó, run rẩy đó, nhưng mà những lúc mà diễn văn nghệ xong đó Ni rất là vui á. Thì tiềm ẩn trong con người Ni nó có cái điểm đó, nhưng mà bên cạnh đó Ni cũng biết đó là Ni rất thích những cái môn khoa học. Ni thích những cái môn đó, cho nên á là xung quanh Ni các bạn bè thì ai cũng là họ đi vào những cái trường khoa học hết, thì Ni cũng không có suy nghĩ ra được. Cho đến lúc mà Ni qua Mỹ đó thì là như thế này. Hồi đó đó thì Ni cứ nghĩ là Ni thích học computer science, mà bây giờ nghĩ lại hay trong người Ni không có một cái chút gì là computer hết, nhưng mà tự vì thấy nó khó và nó có nhiều nó là xu hướng đó, cho nên là mình á bị cuốn theo cái đó. Thì Ni á hở vào thử học một khóa, một mùa, một semester and I was out just like that. Rất là nhanh Ni ra khỏi cái đó ngay lập tức, từ bởi vì là Ni không có thấy, không tìm thấy mình ở trong đó. Rồi đó là Ni hở lơ mơ màng màng không biết Ni sẽ học cái gì. Mà lúc đó là Ni mới qua Mỹ đúng không? Thì là hả, mọi người xung quanh Ni cũng rất là nhiều người học các môn về y tế. Mà cho đến thời điểm này, nếu mà Ni có thể chia sẻ một chút xíu với các bạn về cái lựa chọn nghề nghiệp thì nó như thế này. Những cái công việc mà về y tế đó, không bao giờ mà bạn không có tìm ra được việc làm. Bây giờ chỉ trong những cái ngành đó thì mình lựa chọn cái nghề, một cái nghề trong cái mảng y tế đó mà cái nào mà nó hợp với mình nhất. Ví dụ như ha, Ni chọn con đường pharmacy, ôi hồi đấy thì cứ là giãy nảy không chịu, tự vì nghĩ nó khó quá. Nhưng mà chọn rồi bây giờ đấy, không có thể thấy cuộc đời mình mà nó thiếu cái điều đó được. Từ bởi vì đó, being a pharmacist là một người mà dược sĩ, thì Ni nói chuyện với bệnh nhân của Ni mỗi ngày. Các bạn có thể tưởng tượng Ni không nói. Ni không nói thì cứ như là cá nó không có nước. Ok, mà Ni lại rất thích cái cảm giác khi mà người khác tin tưởng mình và họ đặt hết sức khỏe của mình cho Ni, và Ni có thể giúp cho họ sống khỏe hơn. Ni giúp cho những bạn giảm cân từ dày mà còn xuống dày, và họ không có còn phải uống thuốc nữa, không có còn phải uống những cái thuốc mà theo toa của bác sĩ nữa, từ bởi vì họ đã lấy lại được sức khỏe của mình. Đối với Ni, đó là một cái niềm hạnh phúc vô cùng to lớn, hả? Kinh khủng. It's made me feel so happy, so accomplished, and therefore I love what I do so much.
Thì Ni cũng mong muốn đó các bạn tìm được cái đó cho mình. Có những thứ người ta nói mình làm mình mới nói thôi không được khó quá. Rồi có đến nhờ hồi đó khi mà Ni cứ nói là không được đó, có một người nói cho Ni là chờ Ni học cái này không được đâu, Việt Nam mới qua sao học được, trời ơi chị ba non máu nóng nổi lên. That's not gonna happen baby, I'm gonna do it just for the heck of it. Hồi đó nói vậy đó. Thì là Ni mới có một cái sự gọi là bị nó khích đó, cho nên là Ni cố Ni học cái ngành đó đấy. Rồi thì đó là cái cách mà Ni lựa chọn. Rồi bây giờ song song thì Ni được làm công việc văn nghệ, thì cái việc mà Ni yêu thích nó không bao giờ nó đi xa cả. Tất cả chúng ta ai cũng có cái gì đó yêu thích ở trong con người của mình, mà thông thường là nó có liên quan đến những cái môn ca hát múa rồi nhảy hội họa, hay là những cái môn mà nó thiên về nghệ thuật. Mình nên giữ cái phần đó để cho tâm hồn của mình lúc nào nó cũng dồi dào và phong phú. Rồi bên cạnh đó đó, mình cởi mở để mà mình đón nhận những cái ý kiến xung quanh. Và ở trong những cái ý kiến xung quanh đó thì không phải là cái ý kiến nào nó cũng xấu, có những cái thứ mình có thể lắng nghe, mình có thể research thêm. Ni hồi đó vì sao Ni biết Ni làm pharmacy được, đi làm ở trong pharmacy được là từ bởi vì Ni lấy thời gian để Ni đi vào pharmacy, Ni làm thử rồi Ni thấy là Ni thích quá, thì đó là mọi sự nó bắt đầu từ đó. Và cái cách mà Ni học thì cũng như vậy. Bây giờ các bạn hỏi Ni á, nhớ ABC Ni không nhớ, Ni chỉ nhớ cái ý chính thôi. Ni nếu như mà Ni có thể đi đến Z bằng cách là Ni biết A thì Ni chỉ biết A thôi. Ni biết A rồi bây giờ Ni sẽ suy ra cái này, suy ra cái kia, suy ra cái cuối cùng tới Z. Và Ni không có memorize, Ni không có nhớ thuộc lòng, Ni không thể học thuộc lòng được. Biết bao nhiêu thứ mà nó đang đổ ập xuống trên cái cuộc đời của mình như thế này, vào trong cái pharmacy đấy bao nhiêu là thuốc, mình học thuộc lòng thì là sẽ chết thôi. Mình nhớ cái căn bản để rồi đó mình suy ra. Đó thì là Ni, đó là cái cách mà con Ni đã đi. Chị Ni ơi, em là học sinh khá giỏi, em giỏi những môn xã hội, nhưng những môn tự nhiên em cũng thường. Em bị nhiều áp lực của gia đình lắm chị Ni ơi, nhiều khi em chỉ muốn bỏ nhà đi thôi. Hôm bữa em thi tốt, môn nào cũng tốt, chỉ có một mình môn toán là dưới 5 điểm. Vậy mà cả nhà hở tí có chuyện là lôi điều đó ra nói như em là một đứa bỏ đi. Như trên đời này nếu không giỏi những môn tự nhiên là tận cùng của thế giới. Không lẽ những người không giỏi những môn tự nhiên đều vứt đi hết hả chị Ni? Năm nay em thi đại học, em thật sự căng thẳng, buồn chán, chẳng thiết tha gì nữa. Em không nghĩ mình là một đứa con bất hiếu, nhưng đôi khi em ghét ba mẹ em kinh khủng. Có đôi khi em chỉ muốn chết đi cho xong nữa đó chị Ni. Okay. Đây đó là một cái vấn đề mà có lẽ là rất là nhiều người ở Việt Nam của mình bị gặp phải, đó là bị áp lực của gia đình trong việc lựa chọn nghề nghiệp, rồi trong tình yêu, trong hôn nhân, vân vân và vân vân. Thì hôm nay đó mình nói chung chung về cái việc là lựa các con cái của mình lựa chọn cái ngành nghề như thế nào, hoặc là cái gì con nó giỏi hoặc là nó không giỏi. Những thế hệ trước đã đi qua rồi thì mình không có nói được, đúng không? Bây giờ mình này là những vị phụ huynh, bố mẹ mới bắt đầu những cái thế hệ mới, và những ai có con đã hơi khá khá lớn rồi chúng ta vẫn có thể áp dụng được. Từ vì những cái mối quan hệ giữa ba mẹ con cái, những yêu thương luôn luôn có thể hàn gắn, nó có sức mẽ như thế nào rồi đó. Nhưng mà trong cuộc đời này bởi vì chúng ta có một cái mối tương quan vô cùng đặc biệt như vậy, cho nên luôn luôn có thể hàn gắn. Cho nên hôm nay Ni sẽ nói về cái chủ đề này. Cái sự áp lực của gia đình đặt lên con cái đó là một cái áp lực vô cùng to lớn và kinh khủng, mà mình quên mất đi đứa con của mình nó đặc biệt như thế nào. Không phải trẻ em nào sinh ra, bộ não của chúng ta khác nhau, cách vận hành trong bộ não của chúng ta khác nhau. Bởi vì như vậy cho nên chúng ta khác nhau, mà chúng ta khác nhau thì đó là một điều đặc biệt. Chúng ta đâu có muốn làm một bản sao của ABC gì đâu. Chúng ta là Ni biết trên đời này chỉ có một mình Ni thôi. Không có một Huyền Ni nào thứ hai ở tự nhiên. Người thường nó không có muốn khùng như vậy, ok? Điều đó nó làm cho Ni cảm giác rất là thích thú, từ bởi vì I'm the only one. Và Ni nhận ra được cái điều đó để mà làm sao những cái gì mà mình làm, những cái gì mà mình sống, những cái gì mà mình quyết định và con đường của mình đi, nó là quyết định của mình, nó là duy nhất của mình và không ai thay được cái điều đó. Con của mình đặc biệt sinh ra khác với những đứa trẻ khác, thì tại sao mình lại áp đặt để cho con phải giống như những đứa trẻ khác? Nhiều khi phần này bên não của con nó khác, nó phát triển mạnh hơn so với phần ở bên này, cho nên có những môn bên này nó giỏi hơn và có những môn bên này nó bình thường. Thì điều đó
bình thường. Mình không nên là ép để là cái phần này nó giảm lại và cái phần này nó lên. Mà các bạn biết không, khi đó các trẻ em á, mà nhỏ này, nếu mà mình áp bức nó, áp lực nó, con viết tay trái mà cứ đánh cho nó phải viết bằng tay phải, thì đó, trong người của chúng ta khi có cái sự stress còn lớn hay là con còn nhỏ hay là cả khi lớn lên mà mình bị cái stress thì trong người của mình nó sẽ tiết ra một chất gọi là cortisol. Và cortisol đó, nếu mà nó nhiều thì nó ảnh hưởng đến toàn bộ cái quá trình phát triển của mình. Tại sao lại con lại bị cọt này, tại sao con lại khù khờ này, tại sao cái gì ra cuộc đời con cũng sợ này, từ bởi vì cái gì cũng sợ sai, đúng không? Đầu tiên chúng ta phải chấp nhận là con của chúng ta vô cùng đặc biệt, nó khác, hãy để cho nó phát triển một cách tự nhiên. Và các bạn thấy không, cái bạn trẻ này của mình tội lắm, yêu thương ba mẹ. Người Việt Nam mình hay là ở cái chỗ là chúng ta rất là yêu thương và luôn luôn muốn có hiếu với ba mẹ, nhưng mà đôi khi áp lực đó nó làm cho con cái nó sợ hãi mình, nó muốn lánh xa mình. Và cái bằng đại học nó có cần thiết để cho mình mất đi một đứa con không? Từ việc trong trường hợp của em này đó, em đôi khi muốn tự tử. Cái bằng đại học đó nó có quan trọng không? Có bao nhiêu CEO, có bao nhiêu tấm gương thành công trên thế giới này không hề có bằng đại học. Bằng đại học nó không phải là tất cả. Ngày xưa đó, chúng ta không có gì, chúng ta nghĩ nó là tất cả. Nhưng mà bây giờ trên thế giới này, bao nhiêu người họ phát triển lên được. Các bạn biết những cái công nghệ, những cái sự phát triển trên mạng, và Huyền Ni có cơ hội để gặp những cái bạn trẻ sinh năm 90 mấy này nọ. Nó trẻ măng à, mà những thứ mà các bạn ấy nghĩ ra mà ở Việt Nam mình nhá, tại vì Ni có cơ hội để làm việc ở Việt Nam, mà các bạn ở tại Việt Nam mà các bạn có những cái suy nghĩ, những cái project, những cái chiến lược mà nó quá sức là thông minh à, không có cần phải có cái bằng đại học để mà có cái kiến thức đó. Tại vì có nhiều người có cái bằng đại học mà họ không có được cái đó. Cho nên đó là cái sự tự nhiên của mỗi người. Mà cái điều chúng ta có thể làm cho các con của mình là như thế nào? Support, chúng ta ủng hộ nó, chúng ta thấy cái nào là thế mạnh của con thì mình đẩy nó đi, mình đi theo nó trên cái con đường đó. Và ủa Ni, vậy có nghĩa là nhiều khi nó chọn sai mình cũng phải ủng hộ nó luôn sao? Trên cuộc đời này ai cũng sẽ phải có một lần hoặc là nhiều lần vấp ngã. Con á, nó vấp ngã nhưng mà có mình sau đó thì không sao. Vấp ngã khi còn trẻ nó đỡ hơn là 50 tuổi mới vấp ngã. Con mình mà 50 tuổi nó vấp ngã, mình đâu có còn đứng ở đó nữa đâu. Mà nó vấp ngã cái cú đó thì rồi là nó đi luôn, đúng không? Cho nên mình muốn con của mình vấp ngã, phải có vấp ngã thì mới là có cái sự sự thành công. Mình muốn con mình thành công, đúng không? Phải cho nó vấp ngã ấy. Và mình phải biết cái gì nó là quan trọng. Đấy, ví dụ như ha, con trai là viên của Huyền Ni thì như thế nào? Ni không bao giờ ép buộc nghề nghiệp gì cho con hết. Bây giờ tại sao hay nói về con? Tại vì con gần mùa hè này con được 6 tuổi, hai em gái thì gần được 3 tuổi. Thì là Levin đó lựa chọn cái công việc. Ni không biết sau này Levin sẽ làm cái gì, nhưng mà đối với Ni, cái khái niệm của Ni hả, con làm cái gì miễn là con thích, và con làm cái gì miễn là con nuôi sống được bản thân của mình, như vậy là thành công rồi. Có hôm đó thì Levin nói là Levin muốn làm dentist, là làm nha sĩ giống như là papa. Có hôm thì Levin thích được làm thợ hồ giống như là cái chú đang xây cái chỗ đồ chơi cho con ấy. Làm cái gì cũng được miễn sao là con nó có cái sự hứng thú. Và bây giờ nó 5-6 tuổi thì làm sao nó biết được, thì mình con biết không, cái mà làm nha sĩ đó con, cái đó mình phải cần có một sự chăm chỉ học bài đó con. Vì mình phải cần giỏi những môn toán nè, con giỏi toán không, rồi bắt đầu ngồi đếm toán với nó. Rồi ví dụ như ha, con muốn làm thợ hồ đúng không, con muốn làm cái đó thì con phải có sức khỏe ấy. Bây giờ mẹ chuẩn bị tập thể dục này, con tập chung với mẹ không? Có nghĩa là mình cho nó biết về cái công việc đó. Cái công việc đó đó, ví dụ đi làm thợ hồ hả con, thì đó mình ở ngoài nắng nó hơi nhiều, con á sẽ phải cần bôi kem chống nắng ví dụ vậy. Đấy, mình cho biết mặt lợi mặt hại, rồi trên những cái nẻo đường nó đi, những cái mặt lợi mặt hại đó mình cứ to nhỏ suốt ngày, thì á từ từ con nó sẽ lựa được cái mà mình thích. Chứ mà mình đừng bắt ấy. Chúng ta hiểu như thế này nhá, mình bắt, mình ép con một đời thì cuộc đời của nó buồn lắm. Từ bởi vì nó không bao giờ có được những cái quyết định cho mình. Mà mình nghĩ lại cuộc đời của mình đi, ngày xưa cũng đã bị ép, bị bắt rất là nhiều rồi. Cho nên á,
mình cũng có rất là nhiều những nỗi niềm tâm sự đúng không? Thành thử ra mình phải trở thành những bậc bố mẹ khác. Đừng có như vậy nữa, đừng như cũ nữa. Hãy đổi mới đi, hãy là những người bạn của các con mình. Ấy, tại vì đó khi đó mà mình áp lực nó quá, nó bức xô quá thì nó sẽ phải ra đi. Nó không phải ra đi vĩnh viễn, có những đứa nó ra đi vĩnh viễn, nó sẽ không, không gia đình trở thành một cái áp lực quá lớn. Tại sao Ni biết cái điều đó? Tự bởi vì Ni là cũng một đứa đã từng bỏ ra đi. Tự bởi vì áp lực mà các bạn biết hồi xưa thì Ni qua Mỹ sớm hơn gia đình của Ni. Và áp lực của gia đình Ni khi mà mọi người còn ở Việt Nam thì không hiểu Mỹ như thế nào. Cứ nghĩ là đó ở Mỹ thì rất là nhiều tiền, không biết tiền ở đâu ra, rớt từ trời rớt xuống hay sao mà lúc nào cũng nghĩ là ở Mỹ có rất là nhiều tiền. Trong khi nếu mà chúng ta thật sự sống ở Mỹ, chúng ta biết cái đất nước này là một cái đất nước cơ hội nó rất là nhiều. Nhưng mà để mình lấy được cái đồng tiền của nó, mình phải thật sự là người lao động. Làm việc ha, 8 tiếng có nghĩa là 8 tiếng, không phải là 7 tiếng 59 phút mà đúng 8 tiếng làm việc. Ví dụ như mình làm những cái công việc công sở thì nó khác, những cái công việc tay chân thì nó khác. Ví dụ ha, 8 tiếng thịt nó chạy qua, thịt nó chạy, mình lấy này bỏ qua đây, lấy này bỏ qua đây, lấy miếng thịt này bỏ qua đây, lấy đây. Tưởng đâu là nó nhẹ nhàng, nhưng mà các bạn đứng làm 8 tiếng đi. Các bạn đứng làm 8 tiếng thì các bạn mới cảm thấy là trời đất ơi. Chứ không phải là 8 tiếng ở đây là hết đó. 1 tiếng rồi là lái tới chỗ làm, 1 tiếng là cà phê, 1 tiếng đọc báo, rồi 1 tiếng vô lấy xoay xoay rồi đi rang trưa rồi trở lại. Không phải sơ sài như vậy, 8 tiếng liên tục như vậy. Ăn đó thì là đúng 30 phút. Mà chứ mình làm thì phải đúng giờ đi ra, nhưng mà đến lúc mình ăn mà mình đi vô là cũng phải đúng giờ. Cho nên là 30 phút mà thật ra là đi tới chỗ ăn, hâm đồ ăn lên là hết 15 phút rồi. Còn lại 5 phút là để ăn, rồi đó 5 phút là rửa dọn, rồi 5 phút là đi vô lại chỗ làm cũ. Đấy. Không có thời gian. Người ta trả cho cái sức lao động của mình và người ta lấy đúng cái điều đó, các bạn hiểu không? Cho nên nó có một cái thời gian lúc mà Ni qua này thì là Ni áp lực của gia đình rất là nhiều, từ vì Ni là đứa duy nhất ở trong gia đình mà đang ở Mỹ. Thì đó, các bạn biết cái giai đoạn đầu tiên khi mà Ni đến Mỹ, Ni lập nghiệp là rất là bơ vơ đúng không? Không có biết mình nữa hả? Hồi đó Ni đi xe bus này, Ni mượn xe đạp đi này, rồi Ni làm mất xe đạp của người ta này, mà người ta rất là nice, người ta không có la Ni. Cho nên Ni suốt đời luôn luôn là cảm ơn gia đình bác ấy đã thấy Ni đi bộ đi học ấy, cho Ni mượn xe nè. Rồi hả, trời trưa nắng hay là trời tuyết thì Ni cũng ngồi đó Ni đợi xe bus để đi này. Rồi đó, có những lúc đó mà nó đó nên đi làm bồi bàn nữa chứ bộ, đi bưng đồ ăn ở trong viện dưỡng lão nè, người ta trả cho Ni đó 1 giờ là 6 đồng nè, mà chỉ là mỗi lúc mà làm được có 2 tiếng thôi, người ta chỉ mướn 2 tiếng cho cái giờ ăn trưa thôi, chứ người ta không có mướn nguyên ngày, cho nên với lại mình đi học đó thì mình đâu có làm nguyên ngày được đấy, thì làm được 12 đồng này rồi đó. Bao nhiêu thứ nó đổ dồn lên mình hả, mà áp lực của gia đình rất là lớn, lúc nào cũng muốn mình là làm này làm nọ làm kia, mà mình không có sức, mình không có cái khả năng. Và lúc đó đó, trong khi mà đang cố gắng để đi vào trường dược đó, thì các bạn biết trời, đi vô trường dược thì cả ngàn người họ xin vào, mà người ta chỉ nhận ra 45 người thôi. Thì đó là một cái cuộc chiến tranh khốc liệt và bốc lửa luôn hả. Thì đó, quá sức là nhiều sự căng thẳng. Vậy là Ni đứng ở một cái thời điểm trong cuộc đời mà Ni phải quyết định, bây giờ mình tiếp tục gọi về nhà để mà tiếp tục bị căng thẳng, và bên cạnh đó thì cái sự căng thẳng ở trên trường nó sẽ không có ngơi đi được, hay là bây giờ mình tạm ngưng cái này và mình chỉ tập trung cho cái này. Vì khi mà mình tập trung được cái này cho trường rồi đó, mình được vào trường, mình được làm cái điều mình thích, mình sẽ học xong thì mình sẽ kiếm ra được tiền. Và khi mà đi đứng ở một cái giữa cái ngã ba đó, các bạn biết đẩy con mình vào một cái vị trí. Ni không có trách bố mẹ, Ni chỉ chia sẻ để chúng ta cùng rút kinh nghiệm ha. Bây giờ mối quan hệ của bố mẹ Ni và Ni rất là tốt, nhưng mà tự bởi vì làm sao, vì đó con cái nó luôn luôn trở về, và ba mẹ tự vì quá yêu thương thôi, cho nên đôi khi họ cũng có những cái căng thẳng mà không có biết đặt ở đâu, cho nên họ đặt lên trên mình. Thì mình á, thông qua nói chuyện thì Ni đứng ở một cái ngã ba mà Ni phải quyết định. Thì các bạn biết Ni quyết định là làm sao không? Ni phải cắt đứt ở bên này. Ni phải cắt đứt. Nếu mà Ni không cắt đứt thì Ni sẽ không bao giờ trở thành Ni của ngày hôm nay đang ngồi với các bạn. Và cái thời điểm đó đó, Ni không gọi về nhà nữa, Ni không nói chuyện nữa. Từ bởi vì Ni có câu thứ nhất, câu thứ hai là bắt đầu có chuyện thôi. Ni gọi về nhà hả? Ni mới lấy bài test của Organic Chemistry xong. Các bạn biết Organic Chemistry đó, cho những ai mà muốn học về y tế đó, thì nó rất là khó. Ni lấy được điểm A và Ni vui ơi là vui. Ni gọi về nhà thì y như rằng câu
trước là vậy, câu thứ hai là có vấn đề. Cho nên là đi phải quyết định. Các bạn á, chúng ta nè, đi nè, tất cả mọi người nè, chúng ta đang làm ba mẹ của các con mình, chúng ta không có muốn con của mình phải ở với một vị trí đó. Đi yêu ba mẹ của Ni nhất trên đời. Nhưng mà đến lúc đó, Ni phải quyết định cái gì tốt cho mình thì Ni quyết định. Và nguyên cả một năm hơn đó, gần 2 năm là ba mẹ mất cái liên hệ đối với Ni. Sau này thì Ni bảo lãnh hết tất cả mọi người qua lo này nọ hết tất cả mọi thứ. Nhưng mà nó phải đúng thời điểm. Mình nó phải cho con mình cái khoảng cách. Và con cái bao giờ cũng phải lớn hay bé, nó đến với ba mẹ từ bởi vì nó cần tình thương. Nó cần tình thương của mình. Và mình đừng bao giờ đặt những cái mà mình không làm được. Con ơi, cuộc đời của mẹ khổ quá, mẹ không có học đến được đại học, cho nên bây giờ con phải học cho mẹ. Sao khổ quá vậy? Mẹ không học được là do lỗi của mẹ. Tại sao bây giờ bắt con nhỏ nó học tội nghiệp nó vậy? Nhiều khi nó không có tố chất đi học thì làm sao? Cho nên á, ba mẹ của mình và các con của mình phải thay đổi những cái khái niệm, những cái quan niệm cũ kỹ đi để chúng ta trở thành những người bạn của các con. Tại vì nếu không đó, có những đứa nó sẽ ra đi và nó không trở lại. Từ bởi vì không phải là nó không có hiếu, nhưng mà vì chúng ta không còn là cái điểm tựa, cái nôi ấm áp của nó nữa, mà chúng ta là áp lực. Tại sao con cứ bỏ đi cả năm nó mới về? Tự bởi vì nó có lý do. Hả? Còn ví dụ khi mà mình nuôi dạy nó đúng, thì là ngày nào, giờ nào nó rảnh nó cũng nghĩ đến mình. Đôi khi trong cái giai đoạn nó yêu đương, nó có bồ hay gì khi nó quên mình chút, nhưng mà không sao. Nó luôn luôn có mình ở trong cuộc sống của nó. Chúng ta muốn tồn tại trong cuộc sống của các con chúng ta không phải khi các con còn nhỏ, mà mãi đến sau này khi nó có vợ chồng con cái, chúng ta vẫn luôn luôn tồn tại trong cuộc sống của nhau bằng yêu thương chứ không phải bằng sự ép buộc. Đó là cái suy nghĩ của Ni. Bây giờ đó thì là Ni á, để Ni xem nè, các bạn thấy có đồng ý với quan điểm đó của Ni không? Cho Ni biết nha. Rồi tuần trước các bạn này dễ thương, chúc mừng tụi Huyền Ni show được 1 tuổi, chương trình ngày hôm nay hay lắm. Ước gì lúc nào cũng được dài trên 1 tiếng như vậy. Ôi lộ, tuần trước hả, uống vitamin bạc nó ngồi nói không muốn xỉu. Wow. Ni nói là Ni rất ngưỡng mộ Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres. Giờ đó Ni là người thứ ba rồi đó. Mình cũng thích hai người kia lắm. Mình thấy ai cũng thú vị hết trơn. Mình cảm ơn là cuộc đời này, cảm ơn Facebook đã đưa Ni đến với mình. I love you so much, Ni. Thank you. Congratulations các bạn dễ thương. Các bạn ai cũng hận mừng là mình, đội quân của mình đi được đến 1 năm. Cảm ơn các bạn. Ok. Ngã ba đình đình. Đúng rồi. You are the best, love you so much. Ok. Đúng rồi. Những cái gì mà mình đã trải qua đó, các bạn biết không? Các bạn trẻ mà hôm nay nghe show của Ni nè, có bao giờ đó mà các bạn đứng ở giữa ngã ba mà phải bị áp lực đó, các bạn hãy chọn cái gì tốt nhất cho mình tại cái thời điểm đó và các bạn đi theo. Nếu các bạn cần phải cắt đứt liên hệ với gia đình, các bạn cắt đứt để rồi chúng ta luôn luôn quay trở lại. Nhưng mà tại một cái thời điểm chúng ta phải lựa chọn cái gì tốt nhất cho mình. Các bạn mà làm tốt được cái điểm này rồi đó, chúng ta có cả một phần đời còn lại. Còn nếu như mà hồi đó đó Ni cứ bị cái bên này nó kéo lại, bị kéo lại, thì Ni sẽ không thể ngồi trước mặt các bạn và trở thành một người phụ nữ mà có những cái quan điểm rất là cứng rắn và kiểu hơi bị lì đó. Nhưng mà cái đường đời mình đi nó cho mình đó, trở thành cái con người của hiện tại. Và cái con người của hiện tại nó là một cái better version, là một cái phiên bản tốt hơn của quá khứ. Tại vì chúng ta luôn luôn sống và luôn luôn muốn tốt hơn, đúng không? Cho nên đó, nếu mà các bạn đó phải quyết định thì các bạn hãy chọn cái gì tốt nhất cho mình. Và ba mẹ đó nhớ nha, đừng bao giờ để cho con của mình nó phải ở cái ngã ba đó. Tội nghiệp tụi nó nhỏ mà, tụi nó ở thương mình không hết, tụi nó muốn làm mình vui. Cho nên á, mình hiểu được mạnh yếu của con để mà mình á khuyến khích nó đừng ép. Nhưng bây giờ ha, Ni có ước mơ trong cuộc đời Ni là Ni trở thành một người, nếu mà Ni được sống lại một lần nữa, Ni trở thành một người biết múa ba lê. Thì bây giờ các bạn biết mỗi ngày Ni bày cho các con gái của Ni múa, Ni giống như một con vịt, nhưng mà nó ước mơ. Thì nếu như mà ba mẹ của Ni bắt Ni là trở thành là nữ diễn viên múa ba lê thì hả, cả cái thế giới ba lê này đã bị Ni phá hủy rồi, đúng không? Có những người đặc biệt, chúng ta đặc biệt, cho nên đó là đừng có ép con nhé.
Okay, let's move on to our giveaway. Let's party. Okay. All right, happy birthday to the Huyền Nhi show. I'm so honored. Nhi rất là hạnh diện tại vì chúng ta đi được với nhau đến đoạn đường này. Các bạn có thể tưởng tượng được không? Nếu như mà trời xui đất khiến như thế nào đó mà nếu chúng ta thương nhau quá nhiều, mà nếu chúng ta ngồi ở đây sang năm nữa, rồi sang năm nữa thì ôi trời đất ơi, nó kinh khủng như thế nào. Rồi, giveaway, đi làm live giveaway, ai có thể tham gia, tất cả mọi người có thể tham gia. Hôm nay đó, món đầu tiên đấy ha, món đầu tiên, cái này là một limited edition, là môi son của Hiệu Má. Nó có 4 màu nude. Ôi, nó đẹp một cách huyền thoại. Nó đẹp một cách không có biết diễn tả ra làm sao. Các bạn biết có những lúc mà đi diễn tả về cái vẻ đẹp của Ni đó, mà Ni nghẹn ngào đó. Thì cái này nó cũng tương tự như vậy đó. Oh my goodness, so beautiful. Mà bây giờ đó khó để mà có lại lắm nhá. Nó chỉ ra một lần nhưng một cái dịp rất là đặc biệt, và bây giờ nó sẽ không còn sản xuất nữa. Thì cái này sẽ thuộc về một cô gái nào đó yêu thích làm đẹp, hoặc là các anh nếu mà thắng thì tặng lại cho cái người mình thương nhá. Rồi, và tí nữa thì Ni, các bạn muốn biết, muốn thắng cái này thì các bạn làm rất là đơn giản. Các bạn share video, trong đó các bạn nói là các bạn thích thắng môi son, và các bạn cho Ni ý kiến là một cái chủ đề gì đó mà sau tới hoặc là những chương trình sau này Ni nên bàn về cái chủ đề đó, là mình thích cái gì, và cho Ni một cái chủ đề mà Ni cần phải nói. So that is number one. Xong chưa? Xong chưa ta? Tất nhiên là chưa. Ok, here we have number two. Number two thì Ni có Urban Decay Naked Illuminated Trial. Cái này thì nó rất là tuyệt vời để mình đánh, để Ni mở ra cho các bạn xem, để mình đánh highlight. Các bạn thấy trước đây trong các video thì Ni có hướng dẫn là các bạn đánh highlight để làm gì? Để mà có những cái điểm nhấn ở trên mặt của mình hoặc trên người của mình ha. Ví dụ như ở trong này thì Ni có cái này là đem đi này rồi hả. Ok, chúng ta có tất cả là 3 màu rất là đẹp. Thì 3 cái màu này thường mình đánh ở đây một tí xíu, hoặc là mình đánh ngay cổ mình, đánh ngay tay mình, nhìn cho nó khỏe mạnh và nó đẹp ha. Beautiful, you don't wanna miss this. Ok, thì cũng là share, và nếu mình muốn thắng hai cái thì mình share video hai lần. Ok, và mình cũng nói hai lần là mình thích cái gì, và mình cho hai chủ đề. Ok, xong chưa, còn nữa không? Không lẽ mất đi rồi mà như đó thôi? Tất nhiên là không rồi, tất nhiên là còn nữa chứ. Điều đó là cái gì đây? Giới yêu thời trang thì không thể không biết đến cái hiệu này đây. Tom Ford. Khi mà mình nghe nói đến Tom Ford thì mình sẽ nghĩ ngay đến ai? Mình sẽ nghĩ ngay đến cái gì? Ôi trời đất ơi, một trong những cái hiệu mà về mắt kiến mà Ni thấy nó nổi tiếng nhất, mà nó thời thượng nhất và nó cá tính nhất. Nó đưa ra những cái mẫu rất là mạnh mẽ cho những người phụ nữ mạnh mẽ là Tom Ford. I love 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 that brand. What do you think? You like? Làm sao để có thể được món quà này? Ôi, còn phải hỏi. Hãy share và nói là tôi thích Tom Ford. Rồi cũng y chang yêu cầu vừa rồi nhé. Xong chưa? Có nên xong chưa? Để xem thử là cần xong chưa? Xong chưa? Để coi thử mọi người nói thôi Ni ơi, như đó đủ rồi thì Ni ngưng. Nên Ni ngưng, còn nếu như mà nó chưa đủ nữa đi Ni. Thì Ni nữa, để coi. Tiếp theo nha. Tiếp theo, ôi mẹ ơi. Cái này nhìn nó thôi là đã hallelujah. So beautiful. Hãy nhìn nó đi. Hãy nhìn sự sắc sảo trong từng cái chấm. Hãy nhìn nó đi và hãy thét lên. Oh my goodness, so beautiful.
size 6.5 hay là 36. Bạn nào muốn share video, nói bạn thích đôi giày và cho Ni biết một cái chủ đề mà bạn muốn Ni nói trong chương trình sắp tới. Ok. Thôi nè. Ôi, hay thôi bỏ nha, Ni giữ lại Ni dùng nha. Thôi ha. Khỏi hết chương trình. Chương trình này không còn là chương trình giveaway nữa mà là chương trình khoe đồ rồi giữ lại xài. Oh my goodness. Các bạn nghĩ sao? Cái này nó có phải là hallelujah không? Cái này nó có phải là kinh khủng khiếp không? Cái này mang vào không cần đi cũng được, ngồi thôi nó cũng đã là xuất sắc lắm rồi. Tại sao chúng ta có thể, người ta có thể sáng chế ra những cái xuất sắc như thế này trong cuộc đời vậy? Trời. Không muốn kêu hay luôn. So beautiful. Trời ơi, muốn xỉu vậy. Nữa không? Sao, bóp này chơi luôn không? Đủ rồi hay là tiếp nữa? Để coi. Rồi, món cuối cùng cho chương trình giveaway lần này, live giveaway Huyền Ni, The Huyền Ni Show chơi sộp không? Sau cú này Huyền Ni sẽ rất là sẹp, nhưng mà thôi kể đi ha. Đời có một lần birthday thôi. Bây giờ là birthday bao nhiêu là tuổi Ni bấy nhiêu, tính vậy đi ha. Rồi, last but not least. Tôi giữ lại luôn á. Ok, cũng là một sự hallelujah khác đây nhé. Tất cả những món đồ ngày hôm nay Ni tặng các bạn, Ni muốn các bạn trở thành những người phụ nữ sành điệu, những người phụ nữ dám khoác lên mình những cái gì đó đặc biệt, làm cho các bạn đặc biệt. Không phải là chúng ta yêu thích những cái gì mà nó là vật chất, nhưng mà nó vật chất nó làm cho cuộc sống của mình vui, thú vị và mình đẹp hơn. Tại sao không? Ni dành tất cả những cái điều đặc biệt đó cho các bạn. The Huyền Ni Show được một tuổi cũng là nhờ các bạn mà chúng ta đang ở với nhau cho đến tận giây phút này. Tất cả những cái món quà này là dành cho các bạn. Sẽ có 5 người trúng giải hoặc là một người có thể trúng 5 món. Các bạn share video ngày hôm nay, các bạn nói cho Ni biết các bạn thích món nào, và sau đó là các bạn cho Ni một cái chủ đề mà Ni có thể làm trong những chương trình sau. Ni nghĩ như vậy nó rất là công bằng, và quan trọng nhất là vui, và quan trọng nữa là Ni muốn các bạn có quà. Ok. Rồi, nếu như mà chương trình ngày hôm nay thành công thì tuần tới vẫn còn tháng 4 mà, thì không lẽ nên Ni chơi luôn? Giảm lắm đó, thường chịu chơi mà. cái gì không chịu chứ mà chịu chơi thì rất chịu. Ok. Thì next week I'll be back maybe with another giveaway. Tuần tới có thể cũng sẽ là một chương trình live giveaway nữa, không có dám nói trước, để xem thử ai xin vào, ai xin nói chuyện. Thì ở cuộc thi này thì tất cả đều dựa vào sự quen biết mà, đúng không? Thấy tên quen thắng, thấy tên chưa quen lắm suýt thắng nha. Thấy tên lạ nhưng mà yêu cầu hay, đưa chủ đề hay, thắng. Còn cái cơ hội để một người thắng 5 lần rất cao, vì Ni thường hay thích làm cái điều gì đó nó lạ. Đấy, cho nên rồi. Chương trình ngày hôm nay tạm thời là như thế này nhé. Những cái câu hỏi nào các bạn mà chưa có gửi cho, chưa có cơ hội để trả lời cho các bạn thì Ni sẽ trả lời trong thời gian sắp tới. Ni cảm ơn các bạn rất là nhiều đã dành thời gian vào với chương trình của Ni ngày hôm nay. Ni mong muốn các bạn thật là nhiều niềm vui và sức khỏe trong cuộc sống. I love you guys so very much. I wish you all the best. Và Ni muốn các bạn luôn luôn nhớ rằng đó, sức khỏe và hạnh phúc bắt đầu từ chính mình. Ni hẹn gặp lại các bạn trong tuần tới. I love you guys. Have a fabulous Wednesday and I'll see you later. Bye.